tội dân hèn chúng con, thi thân ban mạng cho trời, tới hồi gặp nạn là sớm rời thế gian. Con khỉ này nó ghê gớm thiệt mày, đi rơi xuống suối rồi mà vẫn cố ôm con của nó bơi đi, nhắm không còn sống được nữa, nó mới được cố đưa con nó lên một nhành cây ven bờ suối, thì con nó bám được vào nhành cây rồi nó mới chịu chìm xuống nước mà chết á. Mày làm gì vậy? Mày không thấy bố mày đang bị hành quyết đó sao? Bà ơi. Bọn lâm tặc chúng bay đang chết lắm. Bà. Tao không xử tụi bay thì pháp luật của nhà nước cũng sẽ không tha cho chúng bay đâu. Mày đáng chết lắm. Lại bà tha cho con. Tha cho tụi con đỡ ơn bà, con đỡ ơn bà. Tụi con cũng ở tù 2 lần rồi bà ơi. Đi mau. Biến mau. Đi. Con đi. Mẹ ơi. Tiếng của ai? Mẹ ơi. Không phải tiếng người. Dường như là tiếng của một con khỉ đang tìm mẹ. Thank you.
lạnh lắm phải không? Để mẹ sưởi ấm cho con nghe. Vòng tay lội ác độc chực chờ, con hãy chìm vào trong giấc mơ để còn trông thấy con hồn nhiên, rồi có ngày rừng xanh lên cho con ngủ nghe. Tôi mải mê tìm khung cảnh đẹp nhất của thiên nhiên để cho vào bộ sưu tập của tôi. Nhưng tôi quên mất một đối tượng cần sưu tập là người mẹ đi tìm con. Như vậy bức ảnh này tôi quyết định đặt tên là Mẹ và Con. Chị nghĩ thế nào? Quá giản dị, đầy tính triết lý nhân sinh. Một con người và một con khỉ. Khỉ con thì đang ngủ bình yên trong lòng của chị. Quá giản dị. Một sự giản dị chính như thuở ban đầu của vũ trụ quang sơ. Sự hay quá tuyệt đối của thiên nhiên giữa trời và đất giới con người. Hân hạnh cho tôi đã kịp thời giữ lại phúc thăng hoa tuyệt vời kỳ diệu. Tình người trải rộng giới thiên nhiên, trong tim dù chàng chưa ân tình. Hành động từ bản năng.
bản chất ban đầu của một kiếp nhân sinh. Giá như trái đất này tĩnh lặng như đêm nay thì tốt đẹp biết mấy. Ủa, thức rồi hả? Con có lạnh lắm không? Mẹ, 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 mẹ. Khỉ con ơi, mẹ con đã chết rồi. Phải làm mộ của mẹ con thôi. Chị ơi, tôi thấy chị mệt lắm rồi, việc này để tôi giúp cho. Khỉ con ơi, mẹ con đã chết rồi. Phải làm mộ cho mẹ con thôi. Chẳng lẽ để cho mẹ con phải lạnh lẽo như vậy sao? Nghe lời mẹ đi con. Ôi, ánh mắt nhân từ của mẹ ta đây. Hay người thấu hiểu lòng tôi nên đã dịu dàng cho tôi tình mẹ. Hay người cũng như tôi thấy lòng băng giá khi tình thâm cách biệt muôn đời. Tại sao có những con người muốn tận diệt chúng tôi?
tình không nỡ ra đi. Nhưng ta phải tìm con ta, nó cũng là biết bao bà mẹ khác đang quằn mình trong tuyệt vọng khổ đau. Con người mang cái chết đến cho con người, thảm họa chiến tranh tham lam độc ác. Họ không tiếc tay khi gieo mầm tan tóc cho thiên nhiên và đồng loài của mình. Mẹ ơi, con đã hiểu rồi lời mẹ dạy cho con từ bầu sữa dối dàng trước khi mẹ xa lìa mãi mãi, rằng cái ác sẽ không còn tồn tại khi trên đời còn những tấm lòng nhân. Vĩnh biệt của con, mẹ phải đi thôi. Giá mà mẹ có thể ở lại với con thì mẹ đâu có nề hà gì. Nhưng mẹ phải tiếp tục đi tìm con của mẹ. Ông nghệ sĩ ơi, xin ông hãy đem nó về ông nuôi. Ông hãy mua sữa cho nó bú. Tôi tin rằng ông là người nhân đức. Vĩnh biệt hai người. Khỉ con, vậy là mẹ của khỉ con đã có mộ rồi. Khi này lớn lên á, khỉ con về đây thăm mộ mẹ khỉ con nha. Cô Thí ơi, xong rồi cô Thí ơi. Cô Thí, trời mới đây mất tiêu rồi. Cô Thí ơi. Vậy là cô ấy đã bỏ chúng ta mà đi thật rồi. Mẹ! Mẹ! Nín đi, đừng khóc nữa. Ta cũng buồn phải chia tay bà ấy. Nhưng biết sao bây giờ? Còn mày, mày sẽ đi đâu? Tao còn biết bao nhiêu chuyện phải làm. Không được, mày còn nhỏ lắm, mày không thể nào sống một mình. Hay là mày về với tao đi. Không. Tao hứa tao sẽ nuôi mày tử tế đàng hoàng mà. Khi nào mày lớn lên tao sẽ cho mày trở về rừng. Mẹ, không mẹ. Có được, tao nói với mày, tao không thể nào theo bà ấy hoài được. Tao còn biết bao nhiêu chuyện phải làm. Tao phải về mở phòng tranh, trưng bày bộ sưu tập mà trong đó có mày nữa. Nè, trong này nè, có mày, có cô ấy đẹp lắm. Ê, 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 trời ơi, đừng có phá của tao. Hư hết bây giờ nè, không có được, không? Mẹ, trời ơi, tao nói rồi, tao không theo bà ấy được mà. Mày tưởng tao là ai chứ? Mặc dù tao bị quá vợ cả 10 năm nay rồi. Ê,
Khỉ con, mà mày công nhận bà ấy đẹp không? Đẹp quá đi chứ. Mẹ, mẹ. Đi đâu? Mày mà đi nữa mà biết ở trong rừng thì biết bao nhiêu thú rừng ăn thịt mày không? Nghe lời người lớn cho con. Nè, mày về với tao thôi. Tao hứa tao sẽ nuôi mày tử tế đàng hoàng. Không. Mày không chịu phải không? Không. Thì kệ mày, mày đi đâu mày đi đi. Tao đi về luôn. Trời ơi, khổ ơi là khổ.